chào quý khán giả. Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong nước trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2024. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hiện cơn bão số 3 diễn biến phức tạp. Thủ tướng đã chỉ đạo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lập sở chỉ huy tiền phương ở Hải Phòng để chỉ đạo công tác phòng chống bão lũ. Một số bộ trưởng, thứ trưởng được cử xuống các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố, ven biển để chỉ đạo, đôn đốc phòng chống bão. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã huy động lực lượng ứng trực và giúp dân phòng chống bão. Cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã liên tiếp có các công điện về theo dõi diễn biến, tổ chức các biện pháp phòng chống bão. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ trực tiếp chỉ đạo phòng chống bão và khắc phục hậu quả ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ do hạn lưu bão theo đúng tinh thần các công điện của Thủ tướng. Cũng liên quan đến cơn bão số 3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa lớn dẫn đến tình trạng lũ quét, sạt lở đất trên khu vực vùng núi tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa ở mức rất cao. Dự báo từ chiều nay đến sáng 9 tháng 9, trên khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La 150 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ được dự báo trong khoảng 150 đến 350mm, có nơi mưa xảy ra mang tính cực đoan đến 500mm. Lại xảy ra trong một thời gian ngắn, trong hôm nay và ngày mai, dẫn đến tình trạng ngập lụt diện rộng do nước không kịp thoát. Đặc biệt đối với các khu vực đô thị, khu đông dân cư, các khu vực mỏ than lộ thiên, các công trình hầm lò ở Quảng Ninh, mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại vùng núi trung du của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các tỉnh vùng núi, đồng bằng trung du Bắc Bộ, các khu đô thị, đặc biệt ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký quyết định số 932 về việc thành lập tổ công tác rà soát các vướng mắc pháp lý trong triển khai dự án điện, chỉ đạo phối hợp hoàn thiện dự án luật điện lực sửa đổi và các luật có liên quan. Tổ trưởng tổ công tác là Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Tổ công tác có trách nhiệm rà soát các vướng mắc về pháp lý phát sinh trong triển khai các dự án điện, chỉ đạo phối hợp với ban soạn thảo để tổng hợp hoàn thiện dự án luật điện lực sửa đổi, bảo đảm chất lượng tốt nhất trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 tới theo quy trình một kỳ họp. Từ đó, tổ đề xuất Bộ Công Thương có văn bản tờ trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung vào dự án một luật sửa nhiều luật đối với các nội dung liên quan trong triển khai các dự án điện. Bảo đảm các dự án luật có chất lượng tốt nhất, khả thi. Sau khi các luật được ban hành, tạo thuận lợi triển khai các dự án điện, những vấn đề vượt thẩm quyền, Phó Thủ tướng báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công Thương vừa đưa ra đề xuất về việc xây dựng một trung tâm sản xuất, lưu trữ và kinh doanh nguyên liệu thô dành cho ngành công nghiệp dệt may và giày dép. Dự kiến trung tâm sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2025 và được đặt tại một địa điểm chiến lược để tối ưu hóa chuỗi cung ứng trong nước và giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Trung tâm được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam kiểm soát tốt hơn nguồn nguyên liệu sản xuất, đặc biệt là trong bối cảnh thương mại quốc tế đang có nhiều diễn biến. Các nhà sản xuất hiện đang đối mặt với thách thức từ sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia ASEAN khác. Việc xây dựng trung tâm nguyên liệu trong nước không chỉ giảm thiểu rủi ro từ những biến động của thị trường quốc tế, mà còn tăng cường năng lực sản xuất của ngành công nghiệp này tại Việt Nam. Ngành dệt may và da giày là những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia với mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 10%. Mới đây, đoàn công tác của Quân đoàn 4 có buổi làm việc với Lữ đoàn Công binh 550 về triển khai kế hoạch số 1228 của Bộ Quốc phòng, thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2023 và những năm tiếp theo. Sau khi nghe đơn vị báo cáo, Đại tá Trần Công Đức, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân đoàn 4, biểu dương Lữ đoàn đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, phục vụ cho việc điều chuyển, sáp nhập các đơn vị của Lữ đoàn và toàn bộ Lữ đoàn Công binh 550 về đơn vị mới theo sự phân công của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt công tác lập báo cáo, thống kê, hồ sơ, tổ chức, biên chế, quân số, lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thuật, vật chất. Hội nghị thảo luận thống nhất những nội dung quan trọng như công tác cán bộ, quân lực, doanh trại, kho tàng, vật chất.
bảo đảm bàn giao đơn vị đúng kế hoạch khi có quyết định của Bộ Quốc phòng. Lãnh đạo quân đoàn 4 đồng thời giải quyết một số đề xuất của lữ đoàn và đề nghị đơn vị sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quý khán giả vừa đến với bản tin cập nhật 14 giờ trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.